Hôm nay tới chuyên mục nước lẩu gì đây? Cơm, xương, nước hầm xương. Sô-cô-la ăn liền chưa con? Ok, vô lấy nè. Con ăn ít tôm thôi, ít tôm gì vậy? Em đang mướn một phòng bếp từ bên Hồng Kông và để làm một món Bingo ăn chưa? Mì hát gạo. Có ăn chưa mẹ Bút? Giống nhau à? Ok, cũng được. Nó nhỏ nhiều thật. Mà hết thì là muốn vô múc tiếp. À, ok. Cái này con lấy được không? Được, lấy đi. Đó là tao đặc biệt hả? Giống nhau hả? Cho con lấy gì vậy? Canh thịt hả? Tô đặc biệt hả? Nguyên đổ tay em nha. Ủa sao mày có hành phi vậy? Ai mà lấy cho mày lại tiếp tục món trứng gà xả tắc. Dạ, có gỏi. Bình tĩnh. Cơm ăn đều vô. Cơm chiên giòn. Có một hộp này rồi. Ghê. Ngon quá, ăn đi. Ăn với lại cơm từ Bình Thánh. Và hôm nay là nấu thử Hoành Thánh mì tới từ người đầu bếp đến từ Đa Cao. Rồi coi tô này là tô cũng đặc biệt không? Có được một con tôm, hai cục xương, 1, 2, 3, 4, 5 năm cái hoành thánh, đây một ít mì. Wow, giống của người tàu quá ha, ít cải nữa ha. Thường thường là phải chế miếng nha, xì dầu. Rồi xong rồi phải xách tương ớt. Nó có màu mè, trời. Nhà thử miếng mì coi. Lên trước tiên là phải nước dùng trước thử coi. Được, ngọt thanh. Giờ thêm cái hoành thánh. Tính thử cái hoành thánh. Miếng ớt ăn ngon. Thơm nha. Hoành thánh tôm. Miếng cải ăn. Nghe lột luôn. Ừ, sao nước dùng vừa, mì thơm. Có nhiều món ăn. Chúng ta ăn ngon. Mày thử mang miếng mì nữa. Mì trứng. Thông thường đó thì người ta sẽ nấu bằng cái loại mì tàu không? Mì tươi tàu á. Con cọng nó bự vuông. Không có mì tàu á. Làm mì trứng cũng quá ngon. Đây là
chấm cũng tươi, ăn một cọng mì này, ai y chang bên Hồng Kông đúng không? Ngon mà không có đậm. Nếu ăn miếng hoành thánh nữa nè. Cá ba sa chiên dầu không là có lăn bột, lăn bột. Ngon. Vị này giống như là bên người Tàu nấu. Tại vì nó có một chút dầu mình nhiều hả? Hay là cá ba sa chiên cốm, bọc cốm, chiên giòn. Thử miếng cá ba sa, thử miếng tương ớt, thử miếng nào. Ngon. Ôi trời ơi, sao mà nó ngon thế. Trước khi ăn mì thì còn ăn thử miếng này trước hai vị. Ấy vui hết trời ơi. Cái chấm nước tương. Ở trong là có chả cá ba sa, một lớp cốm, một củ ngòi thì chiên lên là ăn giòn. Lúc khi ăn mì ăn sáng không? Làm miếng ăn cơm mì được rồi không? Đi làm được rồi. Có không? Gỏi trứng gà. Gỏi trứng gà thấy nó sao? Ngon sao? Đúng rồi, là món gỏi. Ơ được, trứng gà. Trứng gà với xả tắc. Đúng rồi, cái bắp cải bắp gỏi. Ừ. Món này làm để nhậu không? Trước khi ăn mì là phải làm một cái trứng gà. Cái mà cái ba sa chiên để xào lắm hai vị luôn cũng mềm vừa ăn đúng không, để thích hợp cho món nhậu nè. Ngon. Chân gà cũng được ngâm nước đá cho giờ nó giòn ăn. Chân chắc ăn cũng được nhưng mà hơi lạc xíu. Chấm với nước tương nè. Hay là miếng gà đó. Ý hết xong rồi định đi với miếng món gà mà thôi mất tiêu rồi. Cái này nè. Ơi thôi anh gọi đó. Nhanh tay còn. Dạ. Cũng còn cái gì. Vâng ngon đó. Luôn ngọt giòn mềm. Được rồi không? Quá ăn. Rồi thôi giải khát đi. Cảm ơn mì đưa tài trợ Coca nha. Và chân gà nữa nha. Đau quá. Rồi người nhỏ sao?